ngày 15 tháng 8, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022. Tới dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu được triệu tập từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày học tập, các học viên sẽ được triển khai học tập các chuyên đề hướng dẫn công tác Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, hệ thống chính trị ở Việt Nam, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn, thực hiện nền tảng số, công nghệ số, tiếp cận môi trường số. Tham gia lớp học, các học viên sẽ được đi thực tế và viết bài thu hoạch. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên có thêm kiến thức để vận dụng vào thực tiễn công việc tại cơ quan đơn vị và lĩnh vực mình công tác tại địa phương.